Xin chào quý vị khán giả trong và ngoài nước xem live vui vẻ và luôn bình luận có trách nhiệm văn minh khi xem live. Nhớ bấm nút thích, chia sẻ, đăng ký và nút tham gia giúp cho Tí nha. Tí chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều ạ. Wow, chúng ta lại gặp nhau quý vị ạ. Chúng ta lại gặp nhau buổi trưa và một cái buổi trưa có lẽ là vui, rất là vui. Bởi vì Tí vừa mới nhận được tin tức từ VinFast Đông Nam Á. Thì quý vị có biết là cách đây một tiếng đồng hồ thì tất cả các trang báo của Hoa Kỳ lẫn thế giới đăng bản tin mới nhất về cái độ an toàn của VinFast. Và VinFast vừa mới gọi là đoạt giải, xin lỗi quý vị, chiếc VinFast VF8 vừa mới giành chiến thắng vang dội tại cái lễ trao giải của Asian NCAP, có nghĩa là NCAP, kính thưa quý vị. Thì tại Bangkok, Thái Lan, ngày 29 tháng 5 năm 2024, VinFast công bố VF8, mẫu SUV điện phân khúc D, đã vinh dự nhận 5 trên tổng số 6 giải thưởng về an toàn năm 2024 của chương trình đánh giá thời mới khu vực Đông Nam Á, Asian NCAP. Và các giải thưởng danh giá của Asian NCAP khẳng định rõ giá trị từ triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm, đặt khách hàng lòng trọng tâm của VinFast, kính thưa quý vị. Tin quá là vui đúng không quý vị? Tin rất là vui, chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và 5 giải thưởng được trao cho VinFast VF8 tại lễ trao giải Asian NCAP Grand Prix Award tối 28 tháng 5 vừa qua tại Bangkok, Thái Lan, bao gồm giải thưởng bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất, hỗ trợ an toàn tốt nhất, xe tốt nhất, an toàn cho người đi xe máy tốt nhất và xe SUV tốt nhất, và vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn tại Đông Nam Á để góp mặt trong gần như tất cả các giải thưởng. Wow, thật là một cái tin kinh khủng đó quý vị. Và VinFast đã chứng minh cái năng lực vượt trội và cam kết tuyệt đối về an toàn cho người tiêu dùng. Cụ thể tại Asian NCAP trao VF8 giải thưởng bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất với số điểm tối đa với bài kiểm tra va chạm trực diện và va chạm bên hông. Và ở hạng mục hỗ trợ an toàn tốt nhất, mẫu xe cũng giành điểm số cao nhất và được đánh giá tốt nhờ trang bị các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước FCW, phanh khẩn cấp tự động AEB và cảnh báo trạch làn đường LDW. Wow! Đối với hạng mục xe tốt nhất và an toàn cho người đi xe máy tốt nhất thì mẫu xe đầu tiên được VinFast đưa ra thị trường thế giới giành số điểm cao nhất nhờ các công nghệ hỗ trợ an toàn đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn Asian NCAP và hai tính năng phanh khẩn cấp tự động AEB và phát hiện điểm mù của BSD cũng mang về cho số điểm ấn tượng cho công ty VinFast cho chiếc VF8. Và ở hạng mục xe SUV tốt nhất, VF8 được đánh giá cao với việc trang bị tính năng hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao AHP và phát hiện điểm mù BSD. Và ông Yahya bin Ahmad, giám đốc kỹ thuật Asian NCAP cho biết: chúng tôi vinh dự trao tặng 5 giải thưởng danh giá cho VinFast sau quá trình đánh giá khắt khe và minh bạch. VinFast đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô khu vực bằng cách đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và không ngừng đổi mới, VinFast, kính thưa quý vị, đợi một tí. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và không ngừng đổi mới, VinFast trang bị cho các dòng xe của mình, đặc biệt là VF8, những tính năng an toàn vượt trội, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Và ông Stuart Kincaid, Phó Tổng Giám đốc Viện Phát triển Xe VinFast chia sẻ, việc nhận được sự công nhận từ chỗ tổ chức đánh giá cao an toàn xe uy tín nhất khu vực chính là minh chứng hùng hồn cho chất lượng và độ an toàn vượt trội của các dòng xe điện VinFast. Và chúng tôi xin cam kết không ngừng nghỉ, nỗ lực cải tiến sản phẩm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm an toàn và chất lượng bậc nhất trên hành trình điện hóa giao thông. Wow! Nghe cái tin này mà tim của Tí đập thình thịch luôn quý vị, bởi vì nó rất là vui. Nó rất là vui là công ty của nước nhà đã cố gắng không ngừng nghỉ từng giây, từng phút, từng giờ để thay đổi chính bản thân mình. Đó chính là lý do là làm sao mà Tí hay chia sẻ những cái thông tin tích cực như thế này để quý vị cũng có động lực và quý vị cũng hãy thay đổi bản thân mình. Mỗi chúng ta, mỗi ngày thay đổi một chút. Đất nước tốt hơn, chiếc xe tốt hơn, thành phố sạch hơn và tất cả sẽ đi lên về phía trước, kính thưa quý vị. Chúng tôi xin cam kết, và ông tiếp tục nói là
Chúng tôi xin cam kết không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm an toàn về chất lượng bậc nhất trên hành trình điện hóa giao thông. Và cứ 2 năm một lần thì quý vị thấy là cái chương trình Asian NCAP này tổ chức giải thưởng Grand Prix Asian NCAP vinh danh các nhà sản xuất ô tô đạt thành tích xuất sắc về an toàn. Thưa quý vị, thì sự kiện uy tín này thu hút rất là nhiều các thương hiệu của ô tô đang hoạt động trong khu vực lẫn quốc tế. Và Asian NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín Đông Nam Á được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, quý vị. Và chương trình đánh giá này tập trung vào hai tiêu chí chính là khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn và khả năng trên xe, trẻ em trên xe. Và giải thưởng danh giá tại giải Grand Prix này, Asian NCAP đã gia nhập bộ sưu tập giải thưởng của mình mà VinFast gặt hái trong những năm qua, và nổi bật là cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok vừa rồi là BIMS. Và quý vị cũng thấy là trong cái giải thưởng đó thì chúng ta cũng đạt được một số giải rất là vui, là cái đợt vừa rồi Tí không có thời gian để Tí đăng. Và cú đúp giải thưởng tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia IIMS 2024 và giải thưởng Innovation Award Honorary dành cho VinFast MiroSense, quý vị còn nhớ cái kiến thông minh không ạ? Và công nghệ chỉnh gương tự động đó bằng cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại CES 2024, giải thưởng ngôi sao đang lên The Rising Star trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show 2022. Và giải thưởng các doanh nghiệp bền vững Corporate Sustainability Champion do Hội đồng Giải thưởng Origin Innovation Award 2022, kính thưa quý vị. Và chúng ta thấy là cái điều đó hồi năm quý vị thấy là 2021 thì quý vị cũng còn nhớ là Asian NCAP cũng trao giải hãng xe mới có cam kết về an toàn cho VinFast tại lễ trao giải năm nay, và việc giành chiến thắng áp đảo đã khẳng định sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng xe điện Việt Nam với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực giao thông xanh khu vực, mang đến cho người tiêu dùng khu vực và toàn cầu trong những mẫu xe điện không chỉ hiện đại, thông minh mà còn an toàn. Wow, một buổi sáng ngày hôm nay thật là tưng bừng kính thưa quý vị. Và chúng ta xin cảm ơn anh Alex V. Xin chào tổng chào quý vị khán giả, tổng chào 200 anh em trên kênh Chuyển Thương Mỹ của Tí. Tin tức này là tin tức rất là tích cực kính thưa quý vị. Và chúng ta rất là bất ngờ khi mà cái công ty VinFast đã cập nhật cái chất lượng của mình. Và một cái điều mà mình không thể tưởng tượng được là ngày hôm nay VinFast đạt tới tổng cộng là tất cả các giải thưởng ở trong cái chương trình của Asian NCAP. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem coi cái mẫu nào mà họ đã đặt giải. Thì đầu tiên là em sẽ ấn vào cái Asian NCAP cho quý vị. Thì cái mẫu của chúng ta là VinFast. Ôi rồi ôi, chúng ta có cái danh sách VinFast ở đây nè quý vị. Và cái mã của chúng ta là VF8. Và ở đây thì chúng ta sẽ ấn nút tìm kiếm để xem coi cái họ thử nghiệm như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta thấy là người ta cho mình cái result ở đây thì bản là VF8 Plus 2022. Và chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn 2022 thì mình không biết là cái mẫu họ test thì như thế nào. Nhưng mà họ test vào cái lúc vào tháng 2 năm 2023 và được 5 sao quý thưa quý vị. 5 sao. Và cái điểm cho cái Cyclist Safety này thì nó đạt cái số 15 điểm và cái số Safety Assistant đạt 20 điểm tối đa. Và cái số Child Occupant đạt giải tối đa 18.43 và Adult Occupant là 36.07. Wow, như vậy thì rất là đáng mừng quý vị. Cái điều đó cho ta thấy là trong tương lai thì VinFast có thể phát triển hơn nữa. Vậy là chiếc xe của chúng ta đạt 5 sao quý vị. 5 sao sau một năm 2023 thì năm 2024 người ta trao giải Asian NCAP và chúng ta đạt tới 6 giải thưởng nữa quý vị. Rất là nhiều giải thưởng. Và chúng ta thấy là trên cái màn hình của quý vị vừa mới nhìn thấy thì cái mẫu này là Model Year 2023. Và ở đây thì để cho em xem coi em có phóng to ra được cho quý vị cùng xem với em không. Rồi, kính thưa quý vị, và mẫu là mẫu Plus. Và ở đây chúng ta có thấy là phương tiện xe điện và nặng 2,6 tấn. Và cái test lab này tên là IDIA gì đó quý vị. Và ở đây chúng ta thấy là ở đây là good nè. Tức là cái màu xanh lá cây là good nè, là bảo vệ tốt á. Và cái màu vàng là coi như là trung bình. Và cái màu cam là hơi nguy hiểm. Và cái màu xám là weak, là yếu. À cái thưa quý vị, passenger tất cả là đều rất là tốt ha. Và ở đây chúng ta thấy là ở cái phần tiêu chuẩn của châu Á thì tất cả đều đạt tiêu chuẩn quý vị, từ airbag cho tới seat belt, tức là airbag là cái túi khí và seat belt là cái dây an toàn.
Và cái Dynamic Test đạt 24 điểm, trong đó có Vico 9 điểm, Insulation 12 điểm, Child Detection 2 điểm và tổng 47 điểm cho cái phần Child Occupant Protection là bảo vệ trẻ em. Kính thưa quý vị. Và ở đây chúng ta thấy là bảo vệ trẻ em 18 tuổi rồi 3 tuổi và tổng số điểm là 12 trên 12. Wow, tức là ở đây chúng ta có rất là nhiều cái tiêu chuẩn khác nữa. Thì quý vị nào mà có thể muốn đọc thêm thì tí sẽ đưa cái link ở bên dưới cho quý vị nha. Và rất là nhiều tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn của châu Á. Và cái seat belt tiếp tục là seat belt cho tài xế và người ngồi trước, người ngồi sau và hệ thống hỗ trợ lái an toàn thì cũng đạt được cái tiêu chuẩn của Đông Nam Á luôn quý vị ạ. Và chúng ta thấy hỗ trợ lái gồm có hệ thống coi như là cảnh báo làn, tức là cảnh báo lấn làn, và sau đó là hệ thống đâm đụng phía trước, và kế tiếp là hệ thống giữ làn. Vậy thì chúng ta đã đạt được các tiêu chuẩn đó quý vị ha. Và chúng ta tiếp tục theo dõi thì thấy là điểm mù ở đây thì là đạt tiêu chuẩn của điểm mù gần và điểm mù xa thì đều đạt tiêu chuẩn của Đông Nam Á. Và kế tiếp là cái góc nhìn ở đằng sau thì ở đây thì nói là not available, tức là không có để mà test. Và cái đèn trước thì chúng ta thấy là tiêu chuẩn châu Á. Và cái việc mà hỗ trợ cái người đi đường, tức là không có tông người đi đường, thì cũng đạt tiêu chuẩn châu Á. Và cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thấy là ngay cả cái blind spot, thì tức là cái điểm mù ở đây thì người ta đã thấy hỗ trợ rồi nè quý vị. Và bắt đầu từ năm 2017-2020 thì theo cái mẫu mà test của NCAP thì người ta yêu cầu là tất cả những điểm mù phải có trong cái kiến của xe hơi, thì mình thấy là VinFast đạt được tiêu chuẩn đó quý vị ạ. Hay quá quý vị ơi. Và mẫu xe wow rất là đẹp quý vị, rất là đẹp. Nhìn mãi không chán quý vị, nhìn 3-4 năm nay rồi vẫn không chán quý vị. Nhìn 3-4 năm nay rồi vẫn mãi không chán quý vị ha, cái kiểu đó. Rồi chúng ta thấy là ở đây hiện tại thì cái bản tổng kết này là cái bản tất cả sau những nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân và đội ngũ lãnh đạo của bên kỹ thuật và lẫn bên coi như là quản lý của công ty quản lý chất lượng của công ty VinFast. Và chúng ta thấy là năm sau là kết quả sẽ có giá trị 2021-2025. Thì mình hy vọng là số điểm 89.50 này thì trong thời gian tới đội ngũ VinFast sẽ cố gắng tiếp tục phát huy để đưa cho cái công ty VinFast của mình vươn ra cái tầm quốc tế. Và tôi hy vọng là trong tương lai cái chiếc VF8 của chúng ta trong cái bài test của năm 2024 ở tiêu chuẩn quốc tế NCAP thì chúng ta cũng đạt 5 sao y như vậy như quý vị. Lần trước thì có lẽ chúng ta mới đạt được 4 sao rưỡi thì phải, à, đúng không quý vị? Nhưng mà lần này thì chúng ta thấy là ngay cả Đông Nam Á chúng ta đã được 5 sao, và hy vọng là bài test năm 2024 cho tiêu chuẩn World NCAP chúng ta sẽ đạt 5 sao. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi kênh Chuyện nước Mỹ của Tý buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi là Tý Tin Tức đã cung cấp cho quý vị cái bản tin của VinFast và hy vọng là quý vị rất thích bản tin này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xem những cái bình luận của quý vị nha. Bác Không Gian Xanh nói rằng đang xài VF8 nhưng sẽ lấy VF3 cho bà xã dạo phố cà phê đi chợ rước cháu. Wow, rất là hay bác ạ. Con VF3 nghe mọi người góp ý nên có phần cho trẻ sơ sinh và chắc hẳn VinFast sẽ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện trước khi giao xe thương mại. Vâng, cảm ơn bác. Những cái vấn đề đó thì nó dễ rồi bác, những cái vấn đề đó nó rất là dễ, nó không có gì là khó khăn. Dạ, kính thưa quý vị.